Xin chào các bác nhé. Hôm nay la rừng em về này. Mới la rừng Tây Nguyên về rất chi là to và đẹp nhé. Loại này vân diệu rất chi là tốt cho cái này. Bộ thật tráng dương. Hàng rất chi là to, múi rất chi là to và đẹp. Đấy. Hàng này em vừa về mấy chục cân để cho khách nhé. Bác nào cần thì hãy inbox cho em nhé. Cách ngâm rượu thì các bác cứ bóc từng múi ra ngâm thì nó sẽ nhanh, từ 1 đến 3 tháng có thể uống được rồi. Còn không thì ngâm một lửa quả hoặc là một quả thì nó sẽ lâu hơn, 5 đến 6 tháng. Thế lại này ngâm màu nước lên rất chia đỏ và đẹp. Đây là la rừng Tây Nguyên. Còn hàng la rừng Tây Bắc thì nó da nó xanh hơn mà nó nhìn nó bên ngoài nó không được đẹp hơn, nhưng nó bên trong rất chi là đỏ và đẹp. Hàng em vừa về, các bác cứ ai cần gom hàng em inbox cho em gửi rất chi này em. Đây. Hàng rất chi là to nhé.